Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải. Đầu tiên, cái này nó đang nói về công thức của khúc xạ ánh sáng. Thì công thức của chúng ta sẽ là như thế này. N1 nhân với lại sin Y1 hoặc là sin Y nha. Bằng với lại N2 nhân sin R. Thì bây giờ chúng ta có cái hình ở bên đây. Thì bây giờ từ vị trí giao điểm D này nè, mình kẻ một cái đường thẳng song song với lại AB vuông góc với lại BE. Thì cái cục này nè, đó chính là chữ Y. Còn cái cục này nè, đó chính là chữ R. Chúng ta biết ở đây là góc 30 độ, mà cái này là vuông góc với lại mặt nước. Cho nên cái chữ Y ở bên đây á, chính là 90 độ trừ cho 30 độ sẽ bằng 60 độ. Như vậy, góc Y của chúng ta là 60 độ. Chúng ta biết chiết xuất của không khí á, là số 1. Chiết xuất của nước á, chính là cái số này nè. Tuy nhiên, cái này mình phải đảo ngược lại, đó chính là 4 chia cho 3 nha. Tại vì ở đây phải là N2 sẽ bằng 4 chia cho 3. Như vậy, chúng ta có sin 60 độ, chúng ta bỏ vào. N2 là 4 chia cho 3. Ta có sin R. Như vậy chúng ta sẽ tìm được cái góc R ở đây. Bây giờ chúng ta đẩy 4 chia cho 3 sang bên trái thì chúng ta sẽ có là 3 chia cho 4. Sin của góc 60 độ, chúng ta bấm máy tính ra là căn 3 chia 2. Như vậy R của chúng ta sẽ bằng arc sin của cái cục này. Thì chúng ta bấm cái máy tính cục này ra. Thì đó chính là 40 độ. Mươi chấm năm độ. Như vậy chúng ta đã có 40 chấm năm độ ở đây. Bây giờ đề nói, hãy tính độ dài cái bóng của thành bể in dưới đáy bể. Đó chính là cái độ dài này nè. Bây giờ chúng ta nhìn kỹ nha. Đường thẳng CD song song với lại đường thẳng này, mình gọi chữ này H đi. Đường thẳng CD song song với lại BH. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm độ dài CD ở phía trên đây trước. Thì chúng ta sẽ xét tam giác DCA. Đề nói thành cao 80 cm, mực nước đo được trong bể là 60 cm. Như vậy chiều cao AC của chúng ta thì chúng ta sẽ lấy chiều cao của thành bể trừ cho chiều cao của mực nước thì chúng ta sẽ có 80 trừ 60 là 20. Như vậy ở đây có góc 30 độ. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm được CD sử dụng phương pháp tan. Là tan thì chúng ta có AD C. Tan là cạnh đối chia cho cạnh kề là CD. Như vậy chúng ta sẽ tìm được CD ở đây. Đó chính là AC chia cho tan. Tan của chúng ta ghi 30 độ luôn nha. Còn AC mình sẽ thế số 20 vào luôn. Như vậy, cái chỗ này chúng ta sẽ tính ra được. Đó chính là 20 căn 3. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm độ dài HE. HE cũng áp dụng tam giác vuông DHE. Và chúng ta đã có góc 40.5 độ. Ở đây chúng ta biết mực nước ở đây chúng ta có 60 rồi. Thì bây giờ chúng ta cũng dùng tan luôn. Thì chúng ta sẽ có cục HE thì chúng ta biết tan của này là cạnh đối chia cho cạnh kề. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm cạnh đối thì chúng ta đã có 60 rồi.
nhưng tan của 40.5 độ. Thì cái này chúng ta sẽ ra được cái cục này là ai 51.24 cm. Như vậy kết hợp cục này và cục này chúng ta sẽ tìm được BE. Thì cái này mọi người bấm máy tính luôn luôn nha. Cộng hai số này lại nó ra kết quả cuối cùng là 85.89. Hoặc mình làm tròn lên luôn cho 90 luôn đi, cho chắc ăn. Như vậy đáp án câu này là 85.9. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.